kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ ba ngày 26 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024. Tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ nhất năm 2023. Nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, phóng sự nhân ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12. Sự đổi thay trong cuộc sống của người dân khi công nghiệp về làng. Những công nhân vệ sinh gồng mình dựa giá rét để môi trường xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2023, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát triển được trên 2.200 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh lên gần 306.000 người. Phối hợp các ngành chức năng, doanh nghiệp, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và tín chấp với các tổ chức ngân hàng gần 3.700 tỷ đồng, cho trên 51.000 hội viên vay phát triển kinh tế, trực tiếp nhận đỡ đầu và kết nối để các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu gần 200 trẻ em mồ côi. Trên 16.500 gia đình hội viên thực hiện xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng chế phẩm men vi sinh IMO. Các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và gia đình nâng cao ý thức, gương mẫu, chấp hành thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, công tác giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm xây dựng đường vành đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và các dự án khu cụm công nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của phong trào phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Năm 22 tôi có dự thì tôi có nói một câu chuyện là các hội hoạt động như công chức hành chính. Thế nhưng mà đến năm 23 tôi thấy là cái này bản chất đã thay đổi. Nào hội đúng hoạt động nghĩa của hội, hoạt động với phong trào, với tinh thần của người dân, đã thấy hơi thở của người dân trong hoạt động hội của mình. Tôi đề nghị là các cấp hội phụ nữ để tiếp tục được tuyên truyền quán triệt, để triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết 19 của tỉnh Đảng bộ và nghị quyết hội phụ nữ các cấp, là tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Trước hết đang khám và tuyển quân, các mẹ nên phải động viên con mình là thực hiện nghĩa vụ quân sự địa phương. Tôi đề nghị hội phụ nữ là nắm xem là nữ công nhân chúng ta hoạt động ra sao, ăn ở thế nào, chúng ta phải đánh giá. Thế và tiếp tục vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tạo sự đồng thuận để thực hiện cái công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương giao, như trong xây dựng an ninh nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, nền tảng là phụ nữ. Đồng thời nữa là việc chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ là yêu cầu những việc khó của địa phương như là lấn chiếm đất đai rồi giải phóng mặt bằng thì tiếp tục phải bám sát cái nhiệm vụ trọng tâm. Vì tới đây năm 24 thì đồng chí là chúng ta phải giải quyết được khoảng 5.000 ha để giải phóng mặt bằng. Vì cho có mặt bằng sạch chúng ta mới phát triển kinh tế, có mặt bằng sạch mới làm được giao thông, rồi làm các công trình hạ tầng khác để đảm bảo phúc lợi cho người dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các đề án của chính phủ triển khai tới các cấp hội, quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia thành lập các hợp tác xã, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em và tiếp tục kết nối để thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, có 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua phụ nữ Hưng Yên giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và các phong trào thi đua được nhận kỷ niệm chương, bằng khen của Trung ương Hội. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Quảng Ninh về thăm quê. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Quảng Ninh hiện có 10 chi hội với gần 1.000 hội viên. Trong những năm qua, những người con quê hương Hưng Yên ở Quảng Ninh luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, hội cũng có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương Hưng Yên với tình cảm tốt đẹp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Quách Thị Hương, thông tin tới đoàn những thành tựu nổi bật của tỉnh Hưng Yên trong phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội trong những năm qua và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Đồng chí mong muốn Hội đồng Hương Hưng Yên tại Quảng Ninh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo, giúp đỡ hội viên, gắn kết cộng đồng người Hưng Yên đang sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh và tích cực đóng góp xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng phát triển. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ nhất năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học tỉnh. Hội nghị biểu dương, tôn vinh 78 trí thức khoa học và công nghệ, đại diện cho gần 22.000 trí thức tỉnh Hưng Yên. Đây là những trí thức đang công tác ở nhiều lĩnh vực, có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ. Trong 10 năm qua, đội ngũ trí thức tham gia thực hiện gần 400 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trực tiếp tham gia tổng kết và xây dựng các luận tứ khoa học, phát triển lý luận, góp phần hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Đội ngũ trí thức đã tham gia thực hiện nhiều chương trình, đề án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tích cực nghiên cứu khoa học, áp dụng vào sản xuất và các hoạt động xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh đội ngũ trí thức có đóng góp không nhỏ vào những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy sức sáng tạo, tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của thế giới. Tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng với ngành lao động thương binh và xã hội cả nước, trong năm 2023, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động. Do đó, an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết, thăm hỏi, tặng quà cho trên 190.000 lượt đối tượng chính sách, trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 63.000 người với số tiền trên 340 tỷ đồng, gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới và với chuyển dịch cơ cấu lao động, tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp cho trên 62.000 người, giải quyết việc làm cho khoảng 24.000 lao động, trên 12.000 người được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, xuất khẩu lao động trên 3.000 người. Đặc biệt, đã tham mưu thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh năm 2023 còn 0,86%, giảm 1,07% so với năm trước. Trong năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu đào tạo nghề cho trên 67.000 lao động, giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 0,71%. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc bố trí nguồn lực và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách lao động, người có công và xã hội. Tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của ngành giai đoạn 2021-2025. Trong đó quan tâm đến chính sách đào tạo nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân số luôn được coi là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai cũng phụ thuộc nhiều vào năng suất lao động, tức là dựa vào chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dân số. Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12. Đến nay, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2023, tuổi thọ trung bình của người dân Hưng Yên đạt 75,6 tuổi. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức dưới 1%. Tỷ số giới tính khi sinh giảm từ 131 trẻ trai trên 100 trẻ gái năm 2009 xuống còn 120 trên 100 vào năm nay. Số trẻ được sàng lọc trước sinh đạt trên 75%, sàng lọc sơ sinh trên 51%. Nhận thức, hành vi của người dân về chính sách dân số có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với vợ chồng mình nói chung và với quan điểm của mình nói riêng thì con nào cũng là con. Cả hai vợ chồng đều rất là mãn nguyện sinh hai con gái và cho các con có đầy đủ điều kiện nhất về cuộc sống cũng như là về học tập. Bệnh viện Sản Nhi là bệnh viện chuyên ngành toàn bộ các cái trẻ được sinh ra thì đều được tư vấn, làm khám sàng lọc, phát hiện các cái bệnh lý và để can thiệp kịp thời, giảm gánh nặng cho những đứa trẻ, gia đình và xã hội. Thông qua đó thì để nâng cao chất lượng dân số. Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn thách thức trong thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng. Trong đó có cả một bộ phận là cán bộ, đảng viên. Tỷ số giới tính khi sinh dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, nằm trong top 10 toàn quốc và là một trong 33 địa phương trong cả nước chưa đạt mức sinh thay thế. Chế tài xử lý các hành vi vi phạm chính sách dân số chưa đủ mạnh, có phần nới lỏng. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của một bộ phận người dân vẫn còn ăn sâu, nghĩ là lúc nào phải có con trai để nối dõi tông đường. Một số các gia đình khá giả thì mặc dù là có một con trai con gái rồi nhưng vẫn muốn sinh thêm. Một số đảng viên cũng sinh con thứ 3. Hàng năm chúng tôi mở các cái buổi gọi là tọa đàm, lồng ghép luôn cả về cái vấn đề tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh với tất cả các cán bộ làm công tác dân số, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, hoặc là những người có tiếng nói trong dòng họ hoặc là trong gia đình. Chúng tôi đến các cái công ty xí nghiệp để chúng tôi truyền thông, và chúng tôi cũng thẳng thắn nói luôn về các cái vấn đề, cái hệ lụy của cái vấn đề là sinh con thứ 3. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, tổng kết công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2023 và biểu dương các gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh yêu cầu cần chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực dân số, tập trung cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030. Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên có sự đột phá trong phát triển các khu cụm công nghiệp thu hút đầu tư. Hòa cùng dòng thu hút đầu tư của tỉnh, từ một huyện thuần nông, huyện Kim Động đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Công nghiệp về làng đã góp phần đổi thay cuộc sống của người dân từng ngày. Xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động có dự án khu công nghiệp số 5 và cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân đang được triển khai với diện tích đất thu hồi trên 63 ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Cơ cấu kinh tế địa phương đã bước đầu có sự thay đổi. Những gia đình như bà Nguyện ở thôn Thổ Cầu không còn làm việc đồng áng, nắm bắt xu hướng công nghiệp về kéo theo là công nhân, người lao động về, nên bà Nguyện đã tận dụng căn nhà mới xây để cho thuê trọ. Bán hết xuống đất nông nghiệp rồi, bây giờ là còn đất này là đến bây giờ thì tôi cũng cho công nhân đến thuê. Bao giờ công nhân về đông thì là tôi sẽ làm thêm độ 5-10 gian nữa đấy. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang hướng phát triển thương mại, dịch vụ cũng đang diễn ra tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Sau khi nhận được tiền đền bù, anh Ánh đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của gia đình. Những con người trước đây là nông dân chân nấm tay bùn, giờ đây đã trở thành những người chủ, người thợ. Mọi thứ đều thấy tốc độ phát triển hơn cũ rất nhiều. Cái thu nhập trước cây lúa cũng không được bao nhiêu cả. Rất nhiều nhà bỏ ruộng hoang. Nhưng bây giờ có công nghiệp, nếu tương lai về thì phát triển tốt hơn. Sau này công nhân về nhiều thì mình kinh doanh thêm phòng trọ và cửa giả các kiểu thì sản xuất nó rất quy mô nó sẽ nhiều lên. Đảng ủy, Hội đồng dân ủy ban xã chúng tôi tuyên truyền vận động người dân cho con cái đi học nghề để khi mà khu công nghiệp vào hoạt động thì chúng tôi sẽ phối kết hợp với các công ty để đưa con em của chúng tôi vào sản xuất nhằm nâng cao cái thu nhập kinh tế gia đình. Ủy ban xã cũng đã định hướng cho người dân là thứ nhất là dùng cái nguồn vốn từ thu hồi đất đấy là chuyển sang sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ tại địa phương, ví dụ như là làm nghề mộc, nghề may. Bên cạnh tạo việc làm trực tiếp cho người lao động, những địa bàn có khu cụm công nghiệp hoạt động còn góp phần phát triển các ngành thương mại, dịch vụ và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động ở địa phương. Huyện cũng đã là xây dựng, là điều chỉnh, bổ sung cái quy hoạch vùng với Kim Động giai đoạn đến 2035. Đấy thì trong đó là quy hoạch vào 4 vùng, trong đó là đối với các diện tích các xã thị trấn mà bên phải đường quốc lộ 39 từ thành phố Hưng Yên lên thì là tập trung phát triển các cái dịch vụ công nghiệp, thương mại dịch vụ và các khu đô thị. Còn bên trái thì là tập trung là phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Thì trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các xã thị trấn, xã tập trung là tuyên truyền vận động người dân cũng như là để chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang làm thương mại dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các địa phương như huyện Kim Động nói riêng, không chỉ góp phần phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang hướng công nghiệp hóa hiện đại, mà còn giúp các địa phương giải quyết bài toán ly nông không ly hương, tạo điều kiện để người lao động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần khi được sống và làm việc ngay trên quê hương. Thời gian qua, huyện Phú Cừ tích cực hỗ trợ người dân xây dựng hố phân loại rác hữu cơ. Đến nay, tỷ lệ người dân toàn huyện thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình đạt trên 85%. Đến nay, huyện Phú Cừ triển khai mô hình hố rác hữu cơ tại 14 trên 14 xã thị trấn với trên 19.000 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà đạt trên 85%, tiêu biểu như xã Văn Sào Nam xây dựng khoảng 900 hố đạt tỷ lệ 90%, xã Đình Cao xây dựng trên 1.300 hố đạt tỷ lệ 90%, xã Đoàn Đào đã xây dựng gần 1.200 hố đạt 85%. Các xã giao cho một số đoàn thể như đoàn xã, hội phụ nữ, hội nông dân xây dựng hố rác cho từng hộ dân. Mỗi hố rác hữu cơ trị giá 150.000 đồng từ nguồn vốn của huyện. Rác thải như lá cây, rau cỏ, thức ăn thừa được thu gom vào hố, được đảo trộn với chế phẩm vi sinh, emodi, pha với nước chia theo tỷ lệ. Hố rác hữu cơ không chỉ giúp giảm thiểu rác thải sinh hoạt thải ra môi trường, phân hữu cơ còn là nguyên liệu để người nông dân chăm bón cho cây trồng. Đây là cơ sở để huyện Phú Cừ phấn đấu về đích huyện kiểu mẫu về tiêu chí môi trường. Dự kiến năm 2024, huyện Phú Cừ phân bổ 450 triệu đồng xây khoảng 3.000 hố rác hữu cơ cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Những ngày này không quản giá rét giữa đêm khuya, nhiều công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn ngày đêm cẩn mẫn quét dọn vệ sinh, phân loại, vận chuyển rác thải. Dù vất vả nhọc nhằn, song tất cả đều ý thức được tầm quan trọng của công việc mình đang làm nhằm bảo vệ môi trường sống xung quanh xanh, sạch đẹp. Các làm việc tối bắt đầu từ 17 giờ 30 phút chiều và kết thúc từ 23 giờ đêm. Hơn 10 ngày qua, đây cũng là khoảng thời gian nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh. Giữa nhịp sống hối hả của phố phường, hơn 300 công nhân vệ sinh của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên bắt đầu thực hiện công việc của mình giữa điều kiện khắc nghiệt như vậy. Thời tiết về đêm lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Công việc của chúng tôi thì nó là công việc ngoài trời nên là để đảm bảo sức khỏe thì ngoài trang phục của công ty cấp phát thì chúng tôi phải mặc các quần áo ấm ở bên trong đảm bảo sức khỏe để ngày mai tiếp tục đi làm. Theo chân các công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong đêm, từng tuyến phố ngõ nhỏ đều vang tiếng len keng cùng tiếng chổi quét rác. Dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng từ 14 đến 15 độ, nhưng các chị vẫn miệt mài làm việc. Dù tất cả người dân đều tìm chỗ nghỉ ngơi và tránh rét ở trong nhà. Những người vệ sinh rất là nhiệt tình mà rất là sạch sẽ. Chúng tôi mà người ta đi rồi nhưng mà chúng tôi mang ra muộn, chúng tôi để ở đây thì người ta lại quay lại người ta nhặt tiếp. Có vất vả chứ, mà người ta đi đêm hôm như này rét căm căm, mình ở trong nhà còn rét. Đây là cái chuyến này, tuyến thứ hai, 4 giờ đã đi rồi, không bây giờ lại đi tiếp. Theo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, trung bình mỗi ngày 3 tổ vệ sinh môi trường thu gom khoảng 100 tấn rác, hầu hết là rác thải sinh hoạt. Lượng rác thải ngày càng nhiều thì thời gian làm việc càng dài hơn. Các chị làm hết việc chứ không chỉ hết giờ làm. Bản thân chúng tôi dù công việc rất vất vả và cho dù có nhiều người coi thường nhưng mà chúng tôi vẫn luôn yêu nghề và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ làm sạch phố phường trong thành phố được sạch sẽ nhiều hơn. Vừa qua toàn thể công ty luôn đảm bảo trang thiết bị để thực hiện các cái nhiệm vụ trong cái thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên không vì thế bỏ qua được công tác quét thu gom để cho nó sạch đẹp, không để rác thải tồn đọng. Ngoài ra việc thực hiện của anh chị em công nhân ấy thì cũng được nghỉ phép để thay phiên nhau trong các cái ngày rét giá buốt đảm bảo cái sức khỏe. Kết thúc ca làm việc, tuy khó khăn nhưng những công nhân vệ sinh môi trường luôn vui vẻ và tự hào bởi chính sự vất vả của họ đã giúp cho các con đường, tuyến phố được sạch đẹp, từng bước hướng tới xây dựng thành phố Hưng Yên là đô thị xanh và thân thiện với môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.